Mỹ Linh từ bản tin Nhật ký cuộc sống. Thưa quý vị, hiện hội nhóm NLG đang lan truyền trên không gian mạng một thông điệp hợp nhất tình thương, kiến tạo hạnh phúc. Khi tham gia 5 lớp học, dù mắc bệnh gì, ung thư, COVID-19, vô sinh hiếm muộn, tiểu đường, bại liệt đều sẽ được chữa khỏi thông qua việc livestream trên các nền tảng mạng xã hội bằng việc nhìn vào trán giáo chủ để truyền năng lượng gốc. Nghe có vẻ hoang đường nhưng nó lại đang được hàng chục nghìn người thực hiện để chữa bách bệnh gần 2 năm qua mà không cần đến bệnh viện, không cần dùng thuốc, cũng không cần luyện tập. Thật kỳ diệu đúng không ạ? Và không biết là lớp học năng lượng gốc NLG chống đồng hợp nhất tình thương, kiến tạo hạnh phúc hoạt động như thế nào, chữa bách bệnh ra sao? Và ai là người kết nối, dụ dỗ, lôi kéo hoạt động này tại Việt Nam trong suốt 2 năm vừa qua? Thưa quý vị, thời gian gần đây trên các diễn đàn mạng xã hội thường xuyên xuất hiện các hội nhóm có tên gọi Hợp nhất tình thương, kiến tạo hạnh phúc thuộc tổ chức năng lượng gốc NLG chống đồng do ông Lê Văn Phúc sáng lập. Theo đó, những người của hội nhóm này tự huyễn rằng NLG có thể chữa được bách bệnh nhờ vào việc truyền năng lượng gốc qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo, Telegram. Lớp học có 5 cấp độ và thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn lượt tín đồ. Và dù các tín đồ có mắc bệnh gì cũng có thể chữa khỏi thông qua việc nhìn trán của giáo chủ hoặc người lớp trên. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? NLG chống đồng có thực sự chữa được bách bệnh thông qua việc truyền năng lượng gốc hay không? Một phần câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau. Mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Tín đồ chỉ cần nhìn vào trán của giáo chủ hoặc người chữa lành lớp trên là có thể chữa bách bệnh, kể cả những bệnh chưa có thuốc chữa như COVID-19. Mình chuẩn bị để lấy năng lượng. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Ai là người bị COVID? Dạ, Lê Thị Nhị. Là Thị Nhị, là em gái cô đúng không? Là Mão Hương đúng không? Chị là Lê Thị Hoa, em chị bị COVID mười mấy ngày hôn mê. Rồi là bác sĩ báo là gia đình phải chuẩn bị tinh thần không qua khỏi. Thì cơ duyên được gặp cô Quế. Thì khoảng một tuần lễ sau nữa thì nhờ cô Quế hỗ trợ chữa lành. Thì một ngày đó là 2 lần đó. Thì bây giờ là người em đi lại được rồi. Thứ nhất là một gia đình có một người học đến lớp 3 thì sẽ giúp được cho những người trong gia đình này. Nếu trường hợp mà COVID nó có tấn công nữa, nó có trở lại nữa, thì chúng ta sẽ giảm ngay và chúng ta chặn ngay vào thời điểm đó. Vị giáo chủ này cho biết NLG là một dạng năng lượng đến từ nền văn minh ngoài không gian, giúp khai sáng, giải quyết các vấn đề về sức khỏe, đói nghèo, sự bất ổn thông qua việc thực hành 5 yếu tố tình thương. Và đây là một trong số những học viên của lớp học. Bách bệnh ví dụ như là COVID cũng chữa được này, ung thư cũng chữa được này, và nhất là ung thư giai đoạn cuối này, và thậm chí cả những cái bệnh cong vẹo cuộc sống, những bệnh ngoài da hoặc những bệnh sốt, đau đầu, tại khái là cái NLG này khi người ta giảng lên nó là nó chữa được bách bệnh. Không có bệnh gì không chữa được. Thế cho nên là khi mà học viên học thì cứ u mê như vậy thôi, nhưng mà thực ra ấy, thì tất cả đa số những học viên học NLG này, mặc dù là suốt ngày là 5 đạo đức, 5 yếu tố tình thương và đạo đức, nhưng ngược lại là trong hoàn cảnh gia đình đều đục hết. Ví dụ cha mẹ con cái đều bị qua cái sự là bất đồng quan điểm với nhau trong gia đình. Đánh vào tâm lý, có bệnh thì vái tứ phương. Tính đến năm 2021, tổ chức năng lượng gốc NLG chống đồng đã thu hút gần 5 vạn học viên. Khóa học có 5 lớp, càng học sâu, học viên sẽ càng có khả năng thần kỳ, từ tự chữa lành cho chính bản thân mình, cho đến chữa lành cho cả những người xung quanh. Và đặc biệt hơn nữa, khi tham gia, họ sẽ miễn nhiễm với tất cả các loại bệnh, kể cả những bệnh như ung thư, COVID-19, hiếm muộn, dị tật bẩm sinh. Thực sự là cái môn NLG này đã làm tan cửa nát nhà rất bao nhiêu người. Khi tập tôi biết rất là nhiều người, nhưng mà bây giờ họ không dám ra họ nói, bởi vì khi nói ra nó ảnh hưởng danh dự, uy tín, kinh tế, tình cảm của họ. Tôi nhận định đây là một tổ chức lừa đảo và cũng rất là đưa con người ta vô sự nửa tỉnh nửa mê và tin vào một cái thần thông dị giáo gì đó.
Để bồi thêm lòng tin, tổ chức này còn sử dụng hình ảnh của người có tầm ảnh hưởng nhằm thu hút người tham gia. Ngay khi biết thông tin, người này đã đăng đàn cảnh báo và yêu cầu không được phép sử dụng hình ảnh cá nhân vào mục đích quảng bá cho phương thức chữa bệnh lạ. Vâng, thưa quý vị, không cần uống thuốc, không cần đến bệnh viện, chỉ cần nhìn vào trán giáo chủ hoặc người lớp trên là có thể chữa được bách bệnh. Chuyện tưởng như chỉ có trong các phim viễn tưởng, nhưng kỳ lạ là nó lại đang diễn ra với vài chục nghìn người ở Việt Nam. Hiện bộ môn NLG này vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào chính thức chứng minh tính hiệu quả của nó, đồng thời cũng chưa có bất kỳ một cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo nào cấp phép cho hoạt động. Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về việc đang có hiện tượng đánh tráo khái niệm và những dấu hiệu bất thường của hội nhóm tự nhận siêu khoa học nhưng lại hoạt động chui. Ở góc độ nghiên cứu, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng năng lượng gốc là có thực. Nó đã từng được ứng dụng trong việc điều trị bệnh và đã thành công, điển hình là yoga hay thiền. Năng lượng gốc nó có thật trong đạo Phật, trong thiền học, trong luyện tập yoga của các nhà yogi đã thành đạt. Có nhân chứng, có con người cụ thể để chứng minh rằng đó là nguồn năng lượng có thật. Năng lượng gốc không phải có một cái khả năng kỳ diệu chữa bách bệnh cho muôn dân, cho chúng sinh được, mà phải có luyện tập, phải có tầng thứ. Cái Covid có người tiêm 2 mũi mà vẫn về với cát bụi. Và ung thư hiện nay đang là một chứng bệnh nan dài của những loài người. Thì không có một cái luyện tập nào mà chữa được cả Covid, chống được Covid cả ung thư. Cái điều đó nó cái cơ thể cái của mỗi con người nó khác nhau, không có cái chuyện ấy. Mà chữa bách bệnh về luyện năng lượng gốc, tập năng lượng gốc không có đâu. Cái đấy tôi cho đấy là một sự mê tín, cuồng tín dẫn tới cái tai họa mà có bệnh không đi chữa. Rất nguy hiểm. Còn tiến sĩ Vũ Thế Khanh, người cũng có nhiều năm nghiên cứu về khoa học ứng dụng, thì cho rằng hiện nay là cái năng lượng gốc của Liên Phúc là dùng một số thuật ngữ để làm đánh lừa một số các nhà khoa học bằng các thuật ngữ có vẻ như là khoa học. Ví dụ như là thuật toán, ví dụ như là tần số, ví dụ như là số dương 1 với giờ số trừ 1. Nghe ra có vẻ rất là vật lý, nghe có vẻ rất là toán học. Thì cuối cùng đấy là gì? Lừa. Nhưng nếu như đi vào thực tế về những cái nhà khoa học thực sự ngồi nhìn cái thì phân biệt ra ngay đó là đồ dởm. Chứ còn trong chân lý thì cái năng lượng gốc chân chính nó vẫn có. Nhưng mà cái hàng thật thì ít, mà hàng dởm thì nhiều. Đó là mượn từ năng lượng gốc của chính đạo để truyền bá cái tà đạo và thôi. Trong cái này giảng về tình thương rồi, năm cái tình thương như thế nào thế nào, và hắn bảo chữa được cả ung thư, và hắn còn khuyên là không cần đeo khẩu trang, không cần chữa cái này là khỏi hết cả Covid. Thì những cái chuyện này hắn chữa được ung thư, nếu muốn chữa ung thư thì phải được giải thưởng Nobel. Thì tôi thấy cái này rất nguy hiểm, cho nên phải cảnh giác, không được tin, và những cái người không nên là truyền bá những cái chuyện mà nhà nước chưa công nhận. Thì tôi thấy là đây một cái rất nguy hiểm và chúng ta cần phải lên án. Thì tôi biết được là Bộ Công an đang vào cuộc. Cái chuyện của Lê Văn Phúc là một cái chuyện lừa đảo, không có cơ sở khoa học, cho nên các bạn đừng tin. Còn có những người, người ta gần khỏi bệnh rồi thì ông Phúc nhảy vào chữa thì người ta khỏi bệnh, không phải khỏi vì ông ấy. Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, tiến sĩ Phạm Tiến Dũng cho biết, tổ chức năng lượng gốc NLG chống đồng chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn. Và hiện nay, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đã xác định được một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để truyền bá những tư tưởng sai lệch. Cơ quan quản lý nhà nước là chưa cấp phép cho sinh hoạt điểm nhóm tại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đừng nghĩ mình là tinh khôn, mình là tri thức, mình sẽ không bị vướng mắc vào những cái là dụ dỗ, thu hút các con mồi. Làm sao để lôi kéo họ và những người thân của họ tham gia vào các cái tổ chức tà đạo này để hòng trục lợi, kiếm tiền trên những thân xác của những người thân này. Vâng, tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của công dân đã được quy định tại Hiến pháp 2013. Tuy nhiên, tự do tín ngưỡng tôn giáo như thế nào cho đúng quy định pháp luật và cần tìm hiểu kỹ để từ đó tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và những người xung quanh khỏi các giáo phái lạ trên không gian mạng. Liên quan đến nội dung này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng và các nạn nhân để truyền đến quý vị và các bạn trong những bản tin sau.